Lời ru của mẹ tựa như nguồn suối mát giữa trưa hè, gió lao nóng bóng. Lời ru của mẹ cũng là lời quê hương luôn nhắc nhở chúng ta nhớ về cội nguồn. Nhiều đêm nằm trên vòng chờ trăng treo chuẩn bị công đồn, những người lính chúng tôi lại nhớ lại quê hương, nhớ lại lời ru của mẹ cho chúng tôi những quyết tâm đánh giặc công đồn. Và lời ru của mẹ chính là lời ru của quê hương nâng bước con đi trong mọi chặng đường gian nan vất vả, trong mọi chặng đường gian khổ hy sinh và mọi chặng đường vẻ vang. Chúng ta nhớ về mẹ, chúng ta nhớ về lời ru của mẹ, chính là lời ru quê hương luôn luôn để cho chúng ta hướng về mẹ, hướng về quê hương đất nước. Quý vị, đã là người Việt Nam, không ai lại không được lớn lên từ lời ru của mẹ. Những lời ru ngọt ngào sâu lắng ấy đã nuôi dưỡng bao thế hệ tâm hồn con người Việt Nam. Đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh vệ quốc, vẫn trở về với yêu thương nồng nàn như lời thơ Tô Hữu đã viết. Có nơi đâu trên trái đất này, người vẫn ngọt ngào qua muôn nỗi đắng cay. Qua lời ru, ta học được những bài học đạo nghĩa đầu tiên. Lòng ta thấm đượm tình yêu thương với gia đình, cha mẹ. Những lời ru ấy đã sống cùng ta theo năm tháng cuộc đời, cùng với tình yêu gia đình, đất nước, yêu những giai điệu dân ca, mượt mà, sâu lắng, thiết tha làm mê hoặc lòng người. Những lúc khó khăn nhất, nhất là giữa sự sống và cái chết, chính là lời ru của mẹ đã giúp chúng ta vượt qua, hóa giải để mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp nhất. Lời ru ấy chứa mênh mang tình mẹ, là những sự cảm tốt đẹp nhất mẹ ấp ưu trong lời ru của mình. Đã từ rất lâu, tôi luôn ấp ủ được sáng tác một cái bài hát để ca ngợi mẹ Nguyễn Thị Sinh. Có rất nhiều những cảm xúc về trong cuộc đời của bà. Một người mẹ tần tảo nuôi con, một người mẹ là một người nông dân ở một vùng quê nghèo, luôn luôn chịu thương chịu khó nuôi 8 người con đã khôn lớn trưởng thành, là những quân nhân ở trong quân ngũ đã tham gia trong các cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Trong 8 người con đã có một người con đã hy sinh vì Tổ quốc, đã trở thành liệt sĩ. Đúng là những vinh quang cùng cay đắng. Mẹ đã đau thương vì người con đã hy sinh cho Tổ quốc. Mẹ là mẹ liệt sĩ, nhưng đồng thời mẹ cũng rất vinh quang, vinh dự, tự hào. Mẹ là người mẹ của một người anh hùng. Trong cái bài hát ca khúc là bài Đất nước, ba lần tiễn con đi, hai lần không làm lặng lẽ. Thì đây là một cái nói lên cho tất cả những người mẹ Việt Nam, mà trong đó gia đình chúng tôi thì hạnh phúc hơn mỗi người khác. Tức là 8 người con đều
tham gia quân đội thì coi như là 7 lần trở về nguyên vẹn. Thì đấy là một cái hạnh phúc. Cái này không phải riêng gia đình chúng tôi, mà còn trong đất nước Việt Nam lại có nhiều gia đình như thế này. Nghi Trường, Nghi Lộc vốn là vùng đất cát bạc màu. Người làm nông ở đây quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà vẫn thấp thỏm nỗi lo túng thiếu, nhưng lại giàu lòng yêu nước. Trong kháng chiến chống Mỹ, Nghi Trường đã tiễn đưa hàng nghìn thanh niên ưu tú lên đường đánh Mỹ. Các mẹ ở đây tảo tần khuya sớm nuôi các con lên người, để rồi các con của mẹ lần lượt ra đi. Các anh đã cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc được hồi sinh. Trong bài hát này, tôi đã gặp hồn thơ của nhà thơ Lại Tây Dương. Tôi đã phổ nhạc và phỏng theo lời thơ đó. Qua những cái vần thơ đó, tôi nghĩ rằng nó rất sâu sắc, chứa đựng những tình mẹ trong lời ru. Một người mẹ ở vùng quê nghèo, chịu thương chịu khó ấy, nhưng tâm hồn rất nhân văn. Tâm hồn của người mẹ đã truyền lại cho các người con của mình, luôn luôn là những con người biết yêu thương đồng đội, biết yêu thương con người, biết mang tất cả những trái tim, nhiệt huyết, những tình cảm cũng như tài năng của mình cống hiến cho đất nước. Với cái chủ đề Người mẹ và lời ru, đã từ lâu nhiều nhạc sĩ với nhiều ca khúc đã thành công và đi vào năm tháng. Nhạc sĩ Doãn Tiến có một cái cách tìm tòi, một cách đi riêng với cái thủ pháp dùng nốt hoa Mỹ luyến láy rất nhiều, tạo cho cái giai điệu nó mềm mại, dịu dàng, tha thiết ở cái điệu trường. Và chất liệu âm nhạc thì lấy hơi thở của dân ca. Ca khúc Tình mẹ lời ru của nhạc sĩ Doãn Tiến đã truyền cảm đến cho người nghe một cảm xúc ngọt ngào, dịu dàng, tha thiết. Cho nên vì vậy, cho dù đi đâu, đi xa, đến đâu, năm châu bốn biển, lòng ta vẫn trở về lai làng bên tình mẹ. Chắt chiu từ những trưa hè oi nóng, câu hát mang âm hưởng dân gian như thấm vào lòng người bao nỗi vất vả ngược xuôi của người mẹ năm xưa. Dẫu những gian nan bây giờ chỉ còn trong ký ức, nhưng công lao của mẹ, biển trời tình thương, tháng tháng ngày ngày gánh hồng bươn bà, nhẫn nại nâng niu từng nhành lúa củ khoai cho con được lớn lên. Khoảng ký ức ấy như khoảng sáng lung linh trong tâm trí, luôn vẫy gọi con trở về. Về với quê hương, nơi tuổi ấu thơ nhọc nhằn lam lũ, nhưng chính từ vùng đất cát bạc màu ấy, con đã nhận được những bài học đầu tiên trong cuộc đời. Từ những lời dạy nghiêm khắc của cha, từ lời ru thấm đẫm nhân sinh của mẹ, con đã biết ước ao cho những điều tốt đẹp, những khát khao, hoài bão được ươm mầm. Mắt
người mẹ ấy cũng như hàng triệu triệu người mẹ Việt Nam một đời tần tảo hy sinh hết thảy vì gia đình, dành trọn tình thương cho con với ước mong con sẽ trưởng thành. Nuôi con bằng những giọt mồ hôi mặn chát, nhưng mẹ vui lòng tiễn con ra chiến trường, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Hòa bình lập lại, nhưng rất nhiều anh không thể trở về. Nỗi đau lặn sâu trong tim mẹ, mênh mang, cho chúng con xin cúi đầu trước sự hy sinh cao cả ấy. Từ ý thơ của Lại Tây Dương, nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Doãn Tiến đã lấy âm hưởng dân gian tạo nên những giai điệu tha thiết, ngợi ca người mẹ của làng Đông chữ xưa. Mẹ đã tạo nên hình hài, mẹ đã cho con một cốt cách, một tâm hồn mang đậm truyền thống quê hương. Xin dâng lên mẹ những thành quả hôm nay các con đạt được, và tình mẹ lời ru là một tấm lòng của ông hướng về người mẹ của quê hương xứ Nghệ. Mẹ ơi, quanh
tào tần khuya sớm nên cơ nghiệp này. Lời ru nâng cành giấc mơ xôn xao ký ức thuở xưa nắng tình. Lời ru bên nước dòng sông chất chiêu khoai lúa gánh gồng ngược xuôi. Ai đông nước mắt mẹ tôi nghĩa tình sâu nặng biển trời xanh. Trường mắt